từ từ cái mí ngách đá này hả cô ba? Dạ, dạ. Từ mí chú đứng đó là đổ ra tới ngoài chỗ là 39 người là bắt đầu nằm gãy gắt chết ngoài không, dài không. Ra đó nằm đùng cục, nằm ngã hai bên nữa. Nằm ngã hai bên. Dạ. Dạ. Còn cái trên đó thì nằm dắt dẫm, nằm dắt dẫm từ đầu bên đây với cái đít luôn bên đây vậy đó. Dạ. Còn từ đây ra đó là nằm tùm lum hết không nhớ, không biết được đó. Dạ. Hai ba người chồng lại cũng không chừng. Dạ. Ba điếu đi. Em dạ dạ không không không. Bốn điếu thử cho biết. Bốn điếu đi. Bốn người phải bốn điếu. Cô ba năm nay nhiêu tuổi rồi cô ba? 80 rồi cậu. À 80 con mà nhìn bà nói thì chắc loại không? Là cô ba ở ở trong hang từ nhỏ tới lớn luôn. Ở coi như ở trong trứng chung ra. Ủa vậy là lúc đó là bà mẹ. Mẹ là mẹ đẻ cô ba trong mẹ, hang luôn. Là đẻ sống đẻ tới giờ luôn là 80 năm rồi. Bà ở toàn là trong hang đó. Hang gần đây không cô ba? Đấy nè, sát bên đấy nha. À. Đó là tại cái đó là tại cái chất sao. Dạ vậy là kế bên đây phải không? Dạ dạ. Vậy chút vậy chút xíu mình con nhờ cô ba dẫn qua nhà cô ba vô hang nhà cô ba nha. Dạ. Để tôi dẫn à. Mấy con chó này nó sổ quá. Đúng rồi, đúng rồi. Chó nó sổ gì là nó hết sổ không cô? Cô ở mình tới giờ luôn hả cô? Kì. Dạ. Không, có chồng có chết. Con chứ. Nhưng mà chồng con đâu không thấy cô? Chồng chết. Có còn chồng chết chứ mã đó đó. Dạ còn con. Con thì ở Sài Gòn ở tùm lum hết trơn á. À, vậy là mình vừa hưu rồi con cái gửi tiền về nhà ha. Chút. Dạ đi quê chứ. Dạ dạ được rồi cô ba, dạ được rồi cô ba. Chút cái mà ngưỡng điếu cho nó dạ, sát. Dạ. Con không biết. Con không biết hốt, con không biết hốt. Cũng được dạ. Cũng đi. Rồi bây giờ mời quý cô bác anh chị em cùng cô hớn mình đi lên hang đá của nơi cô ba ở từ trong bụng mẹ tới địa điểm bây giờ là 80 năm. À, mẹ sanh cô ba là trong cái hang đá này và cô ba sống từ nhỏ đến lớn giờ luôn. Là cũng từng chứng kiến lúc bọn Pol Pot qua đây đàn áp và giết chóc chết tại vị trí địa điểm ở đây là 39 người. Cô ba lúc đó là trốn chạy thoát được. Ở đây thì có mấy con chó ở dưới nó sủa quá trời luôn à. Mong quý cô bác nghe cũng thông cảm giùm cô hớn mình nha. Dưới xa xa thì cũng có mấy cái nhạc sóng người ta đánh nghe cũng hơi ồn. Đây đây là cái phía trước của nhà cô ba. Cô ba sống trong hang, mình sẽ vào bên trong mình tham quan nha. Là cái hang đá trên 80 năm rồi. Thời mẹ của cô ba sống tới giờ luôn trên 80 năm. Nhà cô ba thì đồ đạc treo rất là nhiều và bày bộn. Tối quá không? Tối quá anh bắt đèn không? Có đèn không anh Tịnh? Kìa có đèn kìa. Có đèn bật cái nút dự kìa. Dạ dạ cái nút đèn. Rồi mở đèn rồi. Đây là mấy cái hòn đá lớn không trong hang. Có mấy con chó nó sủa quá trời luôn. Ôi dưới cái tảng đá này. Đi sao anh gọi đèn cho thấy. Rồi đi đi. Cô ba con thấy đây lên vị nhiều quá. Cô ai cô ba? Cô ba thờ dạ. Nhiều. Cái hang này cũng chậm đến luôn ta la, ông nội cố không có. Bởi vì tôi nghĩ anh kiếp cái này mà mình lên cô bảy là không có chết giao đâu, phải có hai người là cô bảy mới nhận. Dạ. Tao nhát tao không có giao. Ồ cô ba thờ rất nhiều. Ừ. Vậy là hiện bạn cô bác anh chị. Dạ. Đó, rồi bên trên đó thì ông bà cũ huyện của tôi. Dạ. Dạ. Con thấy cô ba đã rơi nước mắt. Cảm động nhắc lại, mấy con nhắc lại chuyện ngày xưa cô ba kể lại và cô ba đã cảm động. Vì ông bà mình hồi đó là cũng hồi đó ông bà ở đây. Dạ, do bọn Pol Pot không cô? Không, ông bà chết trước. Dạ. Vậy là tính ra là theo con đoán như cô ba và ông bà cô ba ở cái hang đá này tại núi Tượng này là chắc trên 100 năm. Tới thời điểm này. Trên nhiều. Trên nhiều hơn nữa. Dạ. Trên nhiều. Vậy là thời ông bà của cô ba là đã sống trong coi cái hang đá này. Coi như là đời ông ngoại, tới dạ. Đời bà ngoại, bà ngoại rồi tới đời mẹ. Rồi mẹ tới đời tôi. Chính là khoảng 150 năm. Dạ. Cả đó. 150. Đời bà ngoại ở trước phong trào 45 là
Trước con chào 45 là 30 năm. Dạ. Tới giờ đó, trước con chào 45 30 năm nó tới giờ đó. Dạ. Dạ. Cái hang này là cái hang mà 39 người kẹt cái hả cô? Dạ, kẹt là nó kẹt ở ngoài này. Vị trí nào cô ba? Vị trí nằm bên này, vị trí của nằm bên đó. Nằm từ dưới này nha. Dạ. Ồ, bên đây có cái cửa ra cái ngách đá luôn. Dạ. Nè, từng cái miếng này nè. Đổ ra tới ngoài túc mà kia. Dạ, từ từ cái miếng ngách đá này hả cô ba? Dạ, miếng này. Dạ. Từ miếng chú đứng đó là đổ ra tới ngoài chỗ. Là 39 người là bắt đầu nằm gãi gác chết ngoài dài ra đó. Nằm đùng cục, nằm ngã hai bên vậy nè. Nằm ngã hai bên. Dạ. Dạ. Còn cái trên đó thì nằm vắt võng cùng đầu bên đây với cái đít lui bên đây vậy đó. Dạ. Còn từ đây ra đó là nằm tùm lum hết không biết được đó. Dạ. Hai ba người chồng lại cũng không chừng. Sau khi cô ba mà trốn đi sống sót được thì mấy khoảng mấy ngày cô ba mới đảo về đây? Tới mười mấy ngày luôn à. Dạ mười mấy ngày. À. Dạ. Mười mấy ngày cô ba về đây là gặp những cái linh vị xác chết đó, cái nãy kia đó cô ba thì có bốc hôi thối không cô ba? Trời ơi chú vô rồi là chú. Dạ. Dạ cô. Dạ. Ờ cô làm con cũng đứng tim luôn. Nằm từ mấy ngày nè. Mấy chỗ cô nó đứng đó. Dạ. Dài ra. Dài ra đây luôn. Ừ, dài tuốt ra tới ngay chỗ chơi cây thị đó đó. Dạ. 39 người nằm gãi gắt rồi đó, ở đây mười mấy mét. Bởi vì cô sống ở đây mà cô không thấy sợ gì luôn rồi. Sợ gì vậy? Quá hay. Dạ cô ba ơi, mình vô nhà mình trò chuyện cô ba, ở ngoài đây chó nó sủa với nhạc nó ồn quá cô ba. Chết từ miếng này, miếng chơi. Dạ miếng này trở ra. Ở trong này thì không có người nằm chứ. À, trong đây con thấy là mấy con dê rất là nhiều cô ba. Đó, mấy trăm con á. Mấy trăm con luôn, nó bay ra bây giờ con hết hồn hết trơn luôn á. Giờ nhóc hết trơn kìa. Trời ơi cô ba ở ngay cái hang dê. Hang dê luôn nè. Kìa. Trời ơi. Lư hết trơn rồi kìa. Giờ đó cả nhà. Trời ơi, mình ngước cái mặt lên hồi chắc vô mặt quá. Ra tới đây nè, nó mình đã trong đó nó sạc nó. Quá trời luôn, mấy trăm con luôn chứ mấy chục gì. Quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi. Ồ, dữ thiệt. Thấy không, chụp vậy dính không? Dính. Vậy là cái hang của ba này là có quá nhiều cái điều lạ kỳ rồi. Dạ. Hang mà ông bà cô ba ở tới giờ là trên 100 năm. Quá trời lâu. Ông bà rồi tới mẹ rồi tới bây giờ tới cô ba luôn 80 tuổi rồi. Dạ. Dạ cô ba cho mấy con hỏi là cô ba sống trên đây vậy đó rồi cái nguồn nước mình xài á cô ba. Nước rồi thì từ xài ké. Dạ, ở dưới kéo lên hay sao cô ba? Dạ kéo lên, dưới kéo lên. Ngồi đi chú. Dạ dạ. Cô ba ngồi đi cô ba. Ngồi con đứng đứng. Tự nhiên ngồi. Dạ được rồi cô ba ngồi đây đi cô ba. Tự nhiên ngồi. Dạ cô ba ngồi ghế đi. Ừ. Ngồi đi. Cô ba là hút thuốc từ nhỏ đến lớn luôn hay sao cô ba? Không, tôi hút cỡ khoảng chắc cỡ khoảng 50 năm có hơn. Dạ nó mới 50 năm. Tôi sống hồi đời lính á. Dạ. Rồi trong lính nó cái buồn nhiều khi hút. Ngồi đi chú. Dạ dạ. Cô ba ngồi đi cô ba. Ngồi đi tôi ngồi đây. Ngồi đi mấy chú ngồi đi. Ồ cô ba sống trên đây thì không thấy vất vả. Rồi hiện tại giờ cô ba sống trên đây rồi cái nguồn tiền để mình sinh sống, mình ăn uống hay điện nước gì đó là cái nguồn từ đâu cô ba? Cái nguồn đó là nhờ con cháu cho. Dạ. Con cháu ở thành phố nó cho. Dạ cháu cũng khá ha cô ba. Cho một tháng được 2 triệu. Dạ. Thì cũng sống được, tạm sống được. Dạ. Nhưng mà thí dụ mình tôi nói chú nghe, khéo ăn thì no. Dạ. Mà khéo co thì ấm. Dạ. Đừng ăn xài bung lung quá thì không có. Dạ. Nói vậy thôi. Kêu mà khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm. Vậy là mỗi một tháng là hiện tại cô ba chỉ có 2 triệu thôi. Dạ. Ngoài ra còn nguồn nào nữa không cô ba? Không. Dạ. Cũng nhiều người nói không là nó dốc. Dạ. Kêu mà nói láo. Thì cũng có như cô bác anh chị người ta tới đó. Dạ. Người ta cho người 150 rồi. Dạ. Hưởng xong. Dạ. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Dạ nhờ cầm máy cho anh coi nhờ. Cô bác anh chị người ta cho. Dạ. mình sống hàng ngày. Dạ. Rồi nhiều khi cũng đủ sống vậy chứ còn. Dạ, dư cô ba chứ ơi. Chứ.
Dạ, con lên đây con cũng đi tìm hiểu về núi Tượng, những điều độc lạ tâm linh cũng như những điều hay. Thì dạ, con lên đây con hôm qua nãy giờ con trò chuyện với bà cô kia cũng chia sẻ. Thì con dạ, thấy hoàn cảnh cô ba sống đây, ông bà nó trên 100 năm rất khó khăn. Thì con xin chích cái quỹ của anh chị ẩn danh ở Mỹ gửi cho cô ba 500 ngàn để giúp cho cô ba để có thêm mua đồ ăn nha cô ba. Dạ, nó mua phải cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn cô ba chú, bốn chú. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nói tiếng đội ơn thì nó quá đáng. Cảm ơn các chú. Dạ, Cao Hớn mình cũng xin cảm ơn anh chị ẩn danh ở Mỹ luôn luôn đồng hành cùng Cao Hớn mình để trợ duyên cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cô ba đây. Dạ. Rồi cô ba sống ở đây vì là cô ba ngủ đằng cái hốc nặng nó không cô ba? Dạ, dạ, ngủ cái dạ, đó. Mà ngủ cái hốc đó cũng khổ, chú quanh cũng khổ đó. Tính ra là cô ba là tính ra là một người là gan dạ nhất à. Theo sự đoán của con, dạ, một người gan dạ nhất tại núi Tượng này. Dạ. Sống trong hang như gì mà nơi lạnh vắng mà sống 80 năm nay từ trong bụng mẹ tại cái hang này luôn. Dạ. Quá trời lâu. Cái này ngủ ban đêm có mùng không cô? Dạ có. Này không chích lên, không chích sợ lên. Con mũi dạ, nhưng mà mũi tôi không có sợ con mũi đâu. Dạ. Con mũi nó ngồi gì chứ chú, ngồi chú có chích chú bấy mình chứ còn tôi ngồi gì chứ không có. Có con gì bự bự không cô? Hả? Có cái gì bự bự không? Không, bự không bự có. Bự dài không? Không có đâu. Dạ rồi thôi con chúc cho cô ba được mạnh khỏe. Dạ. Sống lâu trăm tuổi. Không dạ, để cho con cháu thấy bà sống ở đây khỏe mà sống lạc quan không sợ gì hết thì dạ, cũng rất là hay. Dạ. Nhất là thời Pol Pot mà cô ba gặp chưa từng chứng kiến 39 người chết, chỉ có cô ba là thoát khỏi thôi phải không? Dạ. Dạ. Dạ, rồi thôi Cao Hớn cảm ơn quý bà con cô bác dạ, anh chị em đã theo dõi clip của mình nha. Mình xin tạm dừng clip tại đây.